Bò trực tiếp về trại hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2021, bò trực tiếp về trại ban có đi lẹ đi là lỡ chuyển trại lộ đi T19 gần Vĩnh Bang, xã gần Vĩnh Bang, tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại sen thị Tam Thảo, xin chú chốt bò có xe nhà giao tận nơi. Cái lô bò bò bị lỡ, con nào lấy mấy con, có con 10 ngoài 10 tháng. Lấy đít ra đây mà chú. Lấy đít về bé bên phải. Rồi thẳng luôn. Thẳng. Thẳng luôn. Thẳng hả? Rồi. Chỗ nào trống chen vô rút sát bỏ ơi. Em là em cột vô cây sắt đây là em đuổi nó được như mày là. Cột sắt ra đây chỗ đó chơi đó. Cột sắt đó. Ừ. Bò này khoảng chừng 2 ngày nữa mới bắt mà cái gom về đông lại. Ở Vĩnh Long ngày mai qua nên gom về trại ra đông. Còn 4 con bò giao ở khách Đồng Nai. Khách điện trở lại là bò anh là để gửi ngày mai bắt thêm, ngày mai bắt thêm hai con hay con gì nữa nè anh. Khách này nó để chở bò về anh bắt thêm con hay con bò bê nữa là để ngày mai đi giao luôn, là có tuyến đường đi giao bò ở khách Đồng Nai là 4 con, ngày mai bắt biết anh bắt thêm con hay con gì nữa rồi ngày mai đi. Khách có đoạn đường từ Tiền Giang, Củ Chi, Bình Dương. Có bắt bò bổ béo thì trong cái đường mình đi cho rép vô, mình rép vô để giao cho khách luôn. Khách nào có chốt thì mình rép ở trong xe được 10 con đi giao luôn.
này có tiếng vào đi tiếng đi vào khách Đồng Nai. Qua đây là qua đây luôn em, qua đây. Rồi, lũ thôi. Rồi vô luôn. Quay nó được không, chưa được tỏ rõ là ngày mai sáng mình đăng tải lên lại thấy xem dễ phân biệt. Giờ tối thì cũng nó không có được rõ rõ mấy. Em mà cậu cái sắt em lấy thùng nước em tạt cái vô cái đầu nó cái. Đó có vòi nước đây, mở qua cái đó ra. Cái qua đó. Phăng phăng theo cái qua đó. Thấy qua nào? Đẩy ngay đầu đó, đẩy ngay đầu đó. Chỗ nào trống em vô à, cứ vô à. Đây luôn. Để ra nó phụ đuổi. Để ra nó phụ đuổi.